Con chào cô, chào các bạn. Hôm nay con sẽ thuyết trình về dự án phần mềm xử lý ảnh mà con đã được học. Và đây là phần mềm xử lý ảnh của con. Phần mềm này con đã chỉnh sửa lại để nó tăng nhiều chức năng hơn và nó có thể giúp người dùng có thể xử lý cái ảnh của người dùng tốt hơn. Ở đây bài con có chức năng chỉnh độ sáng, độ tương phản, màu sắc, độ sắc nét. Sắc nét có nút chọn ảnh để chọn từ file ở máy tính lên và cũng có nút lưu ảnh để lưu xuống máy. Ở đây cũng có nút zoom in, khi mà mình nhấn nó sẽ phóng to ra. Và đây cũng có nút zoom out để khi mình có thể thu nhỏ ảnh lại. Ở đây cũng có nút xoay. Mỗi lần mình nhấn là nó sẽ xoay 90 độ. Ở đây là nút để chỉnh giao diện trắng hoặc là giao diện màu xám. Đây là đảo ngược ảnh. Đảo ngược ảnh sang hai bên, đảo ngược ảnh lên trên. Còn đây là phần cắt ảnh của con ạ. Ví dụ. Khi con nhấn cắt ảnh, nó sẽ cắt một khoảng ảnh ở trên cái ảnh ảnh của mình cho vào để, của phần mềm. Còn khi mà con chỉnh lại nó sẽ nó bị lỗi. Còn nếu mà khi mà mình không nhập cái gì vào đây, mình nhấn cắt thì nó sẽ lỗi và nó sẽ tắt luôn đi. Còn đây là nút reset ạ. Khi mà mình chỉnh ảnh mà mình thấy xấu quá thì mình cũng có thể chỉnh lại. Còn đây là nút thoát. Khi mà mình nhấn nút thoát mà mình chưa lưu ảnh thì nó sẽ hiện ra là nó sẽ hỏi mình là mình có muốn lưu ảnh trước khi mình thoát không? Nếu mà mình nhấn có thì là nó sẽ tự động lưu ảnh. Và đây là nó có hiện ảnh đây ạ. Đây. Trong dự án này con đã tìm hiểu và để làm cái phần cắt ảnh và đấy là phần khó nhất trong dự án của con. Con cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Mong các cô và các bạn nhận xét ạ. Rồi cô cảm ơn phần trình bày của Quang Hưng. Rồi cô để cái giao diện đây để các bạn tiện theo dõi và nhận xét. Rồi các bạn ơi, chúng mình vừa nghe phần trình bày sản phẩm của bạn Hưng. Rồi như vậy là các bạn vừa nhận xét bài cho bạn Hưng. Thì cô xin tổng kết lại những cái phần nhận xét của bạn. Thì cô xin nhận xét như sau. Thứ nhất là về kỹ năng thuyết trình thì các bạn cũng thấy bạn Hưng trình bày rất là to rõ, tự tin và trôi chảy, không bị vấp. Còn về chương trình thì các bạn thấy là có rất nhiều cái gọi là sự sáng tạo trên cái sản phẩm phần mềm xử lý ảnh của bạn. Bạn đã làm thêm được rất nhiều thứ, đặc biệt là bạn ý chỉnh lại cái giao diện nó theo một cách khác. Bạn không hiển thị cái ảnh gốc nữa, bạn xén bỏ phần đấy đi, thay vào đó thì bạn thêm cái phần hiển thị các cái chức năng nhiều hơn. Thì cái khu vực chính bạn để làm việc thì cái phần label 2 của chúng ta là cái khu vực hiển thị ảnh kết quả thì bạn đã xử lý tập trung vào cái vùng đấy hơn. Và các chức năng ở đây thì bạn cũng đưa vào được rất là nhiều chức năng và khá là đầy đủ so với một phần mềm gọi là phần mềm xử lý ảnh. Ví dụ như là tăng giảm độ sáng, độ tương phản, rồi màu sắc hay độ sắc nét của bức ảnh. Thực hiện các chức năng phóng to thu nhỏ rồi chức năng xoay ảnh. Ở đây thì bạn có đặc biệt thêm cái chức năng là chỉnh cái màu sắc của giao diện. Cái phần này là bạn Lộc và bạn Hưng làm được. Rồi chức năng lật ảnh. Đấy, lật ảnh thì bạn có hai chia thành hai cái chức năng lật ngang và lật dọc. Thì các chức năng này bạn đều hoạt động tốt và có thể lật được nhiều lần. Đấy, thì là những cái chức năng mới và đặc biệt chức năng xén ảnh. Tuy nhiên là cái chức năng cắt này thì nó hoạt động chưa được gọi là
tốt. Hy vọng là có thời gian thì bạn Hưng sẽ nâng cấp cái chức năng này này tốt hơn nữa, dễ dùng hơn. Vì thực ra mà mới hiển thị như thế này thì cô và các bạn cũng cũng chưa biết cách dùng, chưa biết làm nào để tắt được ảnh theo cái ý mình muốn. Thế thì nếu mà mình làm nào cho nó gọi là dễ thao tác nhất thì nó sẽ ok hơn. Rồi có chức năng reset để có thể là gọi là quay về tất cả những thao tác ban đầu khi mà mình chỉnh nó không được như ý muốn. Rồi chức năng thoát thì bạn có lập trình được cái chức năng thoát này là bổ sung thêm cái câu hỏi, tức là cái cửa sổ. Khi mình nhấn vào nút thoát thì đưa ra một cái thông báo là bạn có chắc chắn là muốn lưu cái ảnh, tức là mình đã thực hiện một số thao tác ở đấy rồi, thì người ta hỏi là có lưu cái ảnh kết quả đấy lại không trước khi mình thoát. Đấy thì bạn đã xử lý được thêm rất rất nhiều cái sáng tạo ở đây. Bài rất là tốt rồi. Cô cảm ơn Quang Hưng đã trình bày rất là tốt cái sản phẩm sáng tạo của mình. Bài của bạn rất là sáng tạo. Rồi. Vâng, cảm ơn cô. Đâu có cảm ơn không?